cả nhà đi shopping với Lan. Tao đi vô nè. Có tiền đi lại mua LV, đứng xếp hàng. Bữa nhỏ bạn em lại đứng xếp hàng tới nó thôi nó nghỉ luôn. Ô này vô đại biệt tròn phải không? Đại biệt tròn nè. Ồ đại biệt tròn bán đồ sang nữa. Hello chị bà. Ai vậy? Thấy giống mấy áo của mình. Đó màu gì mới đẹp nè, mà lần chê nó gì ba lấy đồ à. Rồi gì ba toàn là bận nào màu sắc nhiều mà ta bận gì mới đẹp mà. Quần mùa hè sụt sọt. Ồ mấy đồ này cũng đẹp nè gì ba. Đẹp á. Đó mấy cái áo thôi. Dễ thương nha. Ồ bận đẹp ha. Ừ. Tối nay đi đám cưới nè, không biết bận gì đây. Mấy trăm đẹp mà, mấy trăm đẹp, mấy trăm cái giá nha cả nhà. Trời trời ơi, mới có 999 ngàn đồng mà bà con không ơi. 1.000 15 triệu à, 16 triệu. Rẻ lắm, mới 16 triệu thôi. Rẻ lắm. Wow, cái này cũng dễ thương gì bà, màu đen là đẹp quá nè. Áo thông thường thôi. Nhiều. Áo thông thường thôi. Dở lại, hiểu. Đâu có nhiều đâu, áo thun có nhiều. Ui giời, gần 275 đồng. Là nhiêu? 3 triệu. Tính đi. 4 triệu mấy, trời ơi, gần 5 triệu bà con ơi. Cái này đẹp nè, đó mấy cái này đẹp nè. Đồ hiệu đi. Thằng Michael quá, nó mua cái cây Noel. Ồ áo dễ thương hả? Mà cái loại bịch cái chiếc nó lại nhỏ hết chị. Ừ. Chắc nó lấy bận size 6 đó gì bời. Rít mật đồ rít mật nè. Mấy đứa trẻ đó, xin đi đời. Này đã, chị đứng đây em chụp cho chị. Đứng đây nè. Dạ, mấy cô này có mình đẹp bằng không? Yep. Ồ. Cái này mấy đứa trẻ nè. Cái áo bộ dạng trông đẹp không? Cái ông này ông làm biến ông ngồi. Trông này đồ hiệu không mà nha. Ồ có gì? Đồ bằng da chị, áo bằng da đẹp lắm, minh đáng rồi. Ừ đúng rồi, và giải bằng da nha. Ờ xích da chị bằng da. Áo da nó ấy nè, quá trời dày luôn. Ừ, nó gịch lợi tới cỡ này 225 đồng à. Cũng not bad ha. Ừ. Nói chung cái body em và đẹp, em bằng cái giống gì cũng đẹp á, sợ mình không đẹp thôi. Đồ da nhiều lắm là gì bà? Kìa. Wow, mấy đồ gia hội đẹp đẹp không à gì ba ơi. Đồ đẹp đẹp không à, gia hội đẹp đẹp không à. Nhưng mà tại vì nó mai cái ngực sẵn. Với cái này nó bị rút gì ba, nó mai mấy cái này bị rút nè. Cái ren này nó mai gì là dở quá nè.
Ồ mấy cái này dầu để trong nhà nè chị ba. Dầu thơm để trong nhà gì ba. Ồ, nhiều mùi quá ha. Wow, màu xanh cũng đẹp quá gì ba. Trời ơi. Má ơi, cái áo gì 149 là 2 triệu mấy á trời. 2 triệu 3. Ủa, 800 ngàn nữa. Ừ, 800 ngàn nữa là... không có 2 triệu 4, cái áo này 2 triệu 4. Bận vô không biết cái hiệu gì luôn. Bận vô ai có dòm biết hiệu gì đâu mà 1 triệu 4, ý 2 triệu 4. Trời ơi, 2 triệu 400 ngàn rồi thôi. Nghỉ mua đi mẹ. Bận phải mang cái hiệu trước ngực mới được chứ bà. Áo nhiêu gì bà? 600 mấy à, cũng được. Ờ, 600 mấy cũng được. Cái màu này cũng đẹp nha. Ừ, cái này dễ thương. Ờ, nó có cái ít ra nó có cái là bồ trước ngực cũng đỡ đi. Ừ, ít ra ta có cái là bồ trước ngực cũng đỡ đi, 100 mấy, 150 cũng được. Đi coi nữa. Cáo này cũng đẹp như gì ba. Cái này giống như hiệu mát được chứ chị. Ừ, dễ thương á. Ừ, dễ thương. Bộ áo lạnh cũng đẹp quá nè. Ừ, đồ đẹp đẹp. Áo này đẹp nè dì ba Lộc. Ồ, dễ thương quá à. Nhiều dì ba Lộc. Ờ, chị muốn mua cái khăn giống gì á dì Lộc? Chị muốn mua cái khăn giống gì nè? Chị muốn mua cái khăn gì đằng chị quấn vô cái bóp chị á. Đâu? Ồ, cái này đẹp quá trời vậy. Nhiêu tiền gì ba? Wow, mua đi xin đi. Nhiêu con? 600. Ồ, 600. Cindy, Cindy con đi ra gì 20 đây. Wow, đẹp quá vậy. Rồi để mày phanh cái đi rồi. Đó, đẹp quá hả, mày quay sau lưng lại cái gì ba. Wow, đẹp quá hả. Nhiêu tiền vậy? 600 mấy. Nó tại nó đưa gì hai coi. Press pattern. Cái này cái cũng như cái giải. Ủa, giá tiền, đây 600 mấy à? 700. Ấy 600 rồi, 600 rồi. Ở này nó 600. Có màu này nữa nè. Ồ, cái này không đẹp bằng. Cái màu này không đẹp bằng. Ờ, màu này không đẹp bằng. Ồ, màu kem sang quá hả? Ai ốm ốm á bằng được. Còn mập bằng vô thì thù lù à, không được. Nè cái này nữa nè, xin đi. Xin đi ơi nè. Ồ. Dễ thương á, mấy trăm. Mỏng nó chị. Ừ, mỏng nó bằng nó đẹp á, dễ thương. Bao nhiêu tiền? Chị nghĩ chắc cỡ đó đó. Oh my god, bro.
900. Ồ 900 hả? Ôi 900, 900. Ồ đẹp quá trời vậy. Hiệu, hiệu. Ê cái hiệu này kêu bằng hiệu gì mày? Cinnamon. Cinnamon này. Cinnamon là đó. Ôi đồ hiệu. Cái này đẹp nữa nè. Cái nào cũng đẹp hết đi. Cái gì kìa, nó nói xin đi, nó cho áo đỏ đó không, 2,000 mấy nhà bà. Trời ơi. Như cái giải của cái mấy cái khăn so vậy đó. Ôi ơi, giống giải mẹ. Giống giải là giải khăn so thôi. Hình như nó có one size thôi nha dì ba. 1,000 mấy nè, 1,750 đồng. Là nhiêu tiền trời? Thôi nghỉ. Nghỉ, nghỉ, nói giá tiền đi. Cúp coi, cúp coi. Wow, quá trời rồi. Wow, cái này đẹp quá nè. Ừ. Cái gì? Em. Dạ. Giống như bữa con Sila nó bận nè. Ờ, con vợ Thanh. Đồ vậy. Đi tới đi. Giờ chị cắt bỏ nữa. Con chị rô. Đồ Kenty rô năm nay màu hồng không này gì ba? Có hả? Ừ. Wow. Hiệu Michael Kors. Nè. Ủa thằng Minh đâu? Đây Prada nha, sau lưng chị Lan nè. Rồi quay qua nè, quá trời luôn. Toàn là tiệm Gucci, Chanel, Jimmy Choo, Cartier nè, quá trời luôn, Louis Vuitton nữa. Wow, wow. Lan đang ở dưới chất tình nha bà con. Chanel, trời ơi. Đây, lâu gì bà? Đi, đi tới đi. Đứng sắp hàng vô Burberry. Đó, Burberry, Tiffany. Burberry, là Tiffany. Cartier nữa nè. Cartier. Rồi Chanel. LV. Trời ơi, LV mình sắp hàng vậy đó hả? Thôi đi khỏi đi. Vậy đừng nói có tiền mà ở đây hàng. Không phải có tiền mà đi vô mua được đâu nha, phải đứng sắp hàng đó. Yeah, đứng đó. Trời ơi. Dương ba lại sắp hàng mua hết gì Dương ba? Lại sắp hàng, sắp hàng vô mua. Dưới từ trên xuống dưới cho chị nè. Đây hả? Bà con ơi, có tiền không phải là đi vô mua được đâu nha. Sắp hàng xỉu luôn. Có tiền đi sắp hàng nữa kìa. Ừ. Đó. LV, LV. Có tiền mà sắp hàng nữa, xong cực khổ vậy thôi nè. Xài bóp giỏm cho rồi đi. Bây giờ cũng phải đứng sắp hàng nữa kìa. Đi đâu cũng đẩy nguyên cái đó hết á. Trời ơi, đẹp ha. Cũng ít à, không có vô nhiều. Không có ai sắp hàng. Không ai sắp hàng nhiều hết á. Qua SL. Được chưa? Hello. Phút, phút bụi bông, phút bụi bông. Phút bụi bông. Phút bụi bông lan. Rồi. Quá trời. Quá trời rồi, đi. Đi tới, đi tới. Đi tới, đi tới. Ủa trong mày ơi, chị thấy có hiệu đó mà sao đi ra đây sắp hàng chị vậy bà? Hả? Trong mày ơi, chị thấy có cái hiệu đó mà sao ra đây sắp hàng chị vậy? Nhưng mà ở này nguyên cái shop. À. Ở trong đó có một cái một số, cái một thôi. Số nào thôi. Ừ. Ồ, cái chút nó lên tới đây vậy bà? Quá trời hiệu. Ờ
rồi đi. Wow, mấy cái chủng này đặc biệt nha. Nãy Dương ba nói nó lớn nhất cái gì? Dì ba nói cái chắc tình này nó lớn nhất ở đâu? Ở Nam Bán Cầu. Lớn nhất ở gì? Nam Bán Cầu. À, Southern Hemisphere. Ừ. Là Nam Bán Cầu á. Ừ, Nam Bán Cầu thôi. Ừ, Justin nó bự nhất. Ừ, lớn nhất Nam đây. Bán Cầu. Thấy cái thấy style dòm thấy quải gần chết, có đẹp gì đâu vậy bà. À, dòm thấy quải chứ. Là của Gino. Hiểu không à? Lan đang đi bộ trên shopping chắc tình nha bà con. Ủa rồi mình mua đồ đâu mà đi lại đây gì bà? Nói chung nó lớn lắm bà con ơi, Lan chỉ quay một số thôi nha. Ừ, lại tới hiệu Sarah kìa. Ôi quá trời ơi. Ủa bà ba nó đâu, ba mẹ nó đâu? Ba mẹ nó đâu, bỏ nó đi đây trời. Wow, ở dưới là podcast à. Chắc là shopping center lớn nhất ở Nam Bán Cầu, bán rất nhiều đồ hiệu nha bà con. Nhiều tiệm vàng, ngọc sòn cũng lớn lớn bự bự không. Mua cái bánh ngọt với ly cappuccino nha, bánh chia khay. Trong lúc đợi dì ba đi dắt Sandy đi mua quần áo rồi, dì ba dừng ba đi là ngồi ở đây đợi nên ăn bánh ngọt uống cà phê chơi. Đây hồi nãy Lan mua tiệm cà phê Little Fat World nè. Mời cả nhà uống cappuccino với Lan nha, mời cả nhà. Rồi Lan mời cả nhà ăn chi khay với Lan coi sao nha. Lan thích nhất là vị chua chua của chi á. Mời cả nhà. Trong lúc chờ đợi dì ba đang mua bánh đem về nhà nè. Rồi mấy cái bánh này ngon lắm bà con ơi. Như người ta vô hộp rất là đẹp nha. Ở đằng Khâu nó có bán đó bà con, nhưng không có ngon bằng mấy cái tiệm đặc biệt riêng của nó gì đâu. Ngon lắm. Người ta bỏ vô hộp gì nè, đặng mình mua mình tặng cho bạn đồ này kia vậy đó, người quen đồ. Nhìn thấy rất là đẹp nha, cái hộp bánh đẹp, đẹp lắm. Mà bánh này ngon lắm bà con, ăn nó xốp xốp ngon lắm. Lan rất thích ăn nha. Đẹp quá ha. Thôi thôi đi tới đây nè. Wow, phiên diamond hay gì vậy? Đá phiên nè, lá phiên nè. Nè, á cầu là mắc nhất. À, cầu mắc nhất đây hả? Thấy không? Thấy cái đó không tới, không tới 1 ly nữa. Nè, cái này không tới 1 ly nữa nè. Mà nhiêu tiền rồi? Không tới 1 ly nữa toàn nhiêu. Chắc em nghĩ có không, nó không để đợt giá. Đợt đó mình mua không được cái đà bông 400 mấy uổng cái gì đâu nha. Nhớ tới giờ hồi xưa mà. Nó rẻ lắm. Thấy không? Cỡ nó là 1 ly 7 thôi. Ừ, mấy ngàn đồng rồi. 1 ly 7 như vậy là ở bao nhiêu tiền? Má nó nhỏ xíu rồi má ơi. Đó, thấy không? 1 ly 7 nè. Cái đó là một cái đó cũng mắc tiền lắm. Không biết để như bao nhiêu. Qua đây nè, phim diamond nè đó. Cái đó mới đi vô hỏi mới biết. Tao để giá cho cũng vô hỏi mà. Vô hỏi cho. Thôi thôi thôi. Không mua mất công. Ôi mấy cái này là hột thiệt hôm nay gì ba. Ôi
rồi rồi cái hộp này mới đã này gì bà ơi nè. Quá rồi được chiếu gần cái nữa hộp này dám 5 cara không ta, mười mấy chứ 5 kỹ gì. Trời, mười mấy cara nó bằng nó bự gần bằng cái hộp đó. Quá cỡ rồi, bự hơn ngón tay chị nữa đó. Bự hơn nhiều. Nó cho đẹp vậy đâu. Trời ơi, có nó bà con ơi. Wow, chụp hình để dành kỷ niệm. Cái này là hộp xoàn thiệt nha bà con, chứ không phải giả nha, hộp thiệt đó, chắc mười mấy cara đó. Trời ơi, chiếc hộp xoàn này chắc đợi trúng số mới có tiền, trúng độc đắc mà giải lớn mới có tiền mua bà con, chứ giải nhỏ cũng không có tiền luôn. Rồi thôi Lan đi bộ dài ra đang đi về nha, ngang tiệm LV nè. Này bên hông nè nên không có người. Rồi đi tới đây gặp ở trong David John, người ta đang mấy cái chú này đang tặng mấy cái bánh nha bà con. Trời ơi, trên vàng 24 cara đó. Đó mỗi người một cái nha, vì bà Lộc lấy được cái đó. Có hai chỗ vàng luôn, bây giờ Lan lấy cái này có một chỗ à. Nó để trên đầu thôi, ở mép dưới không có vàng rồi nhen, buồn 5 phút. Đó, thôi lấy đem về, đi ra. Đi ra về, đẹp dễ sợ không kìa. Hai chị em đứng chụp hình cái bánh cái bà con ơi, cái này không nỡ ăn nha. Đâu rồi, nó đâu rồi? Wow, hai cái bánh có vàng nè, đó. Hai bánh có vàng ở đâu mà đi ngang được phi đâu không biết nữa. Rồi đi ra về. Hai chị em selfie nha. Ở đứng về nhìn mất. Đang lội ra cửa khỏi đây mình cho đi về nha bà con. Thôi Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Bye bye bà con. Bye bye, hẹn lại clip sau.